Chúng ta cùng học tiếp bài 2. Tiếng Anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Skills 1. Những kỹ năng phần 1. Trong tiết học này, chúng ta sẽ thực hành hai kỹ năng: Reading and Speaking. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây. Dirt road. Horizon. Fortunate. Stretch. Stretching. Canal. Cultivate. Orchard. Passage. Pottery. Pottery Museum. Housewares. Ceramic. Fine art ceramic. Worshipping items. Skillful. Craftsmen. Skillful craftsmen. Craftsmanship. Remarkable. Witness. First hand. Unique. Immerse. Yêu cầu hoạt động số 1. Các em hoạt động theo cặp, nhìn vào bức tranh và thảo luận các câu hỏi dưới đây. Câu số 1. What can you see in it? Em có thể nhìn thấy gì trong bức tranh? Và câu số 2. Những tính từ nào dưới đây mô tả cho bức tranh? Thì nhìn vào tranh này các em có thể thấy rất nhiều người, rất nhiều thứ và nhiều vật. Ví dụ như chúng ta thấy là một cánh đồng lớn, field, hoặc là những con trâu, buffalo, farmers, những người nông dân, hoặc là chiếc máy gặt đập liên hợp, chúng ta sẽ có là harvester, những ngôi nhà, houses, và những cây, chúng ta sẽ có là trees. Và ở đây chúng ta còn thấy một cái hồ lớn nữa, lake, hoặc là chúng ta có thể dùng từ pond. Thì đối với câu 1, chúng ta có thể trả lời như sau. I can see a peaceful village and a vast field. Tôi có thể nhìn thấy một ngôi làng thanh bình và một cánh đồng rộng lớn. I also see many farmers harvesting crops with a combine harvester in the field. Tôi cũng có thể thấy những người nông dân đang thu hoạch vụ mùa với chiếc máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng. There are buffaloes, houses, many trees, a road and a lake in the picture. Và cũng có nhiều con trâu, nhiều ngôi nhà, nhiều cây, một con đường và một cái hồ trong bức tranh này. Ở bài tập số 2, chúng ta sẽ có yêu cầu đọc đoạn văn về cuộc sống trong một ngôi làng ở Việt Nam. Chúng ta sẽ nối những từ được làm nổi bật trong đoạn văn với phần nghĩa của chúng. Thì trong đoạn văn này các em thấy những từ được bôi màu vàng. Ví dụ như stretching, canals, hay là từ cultivate, orchard. Và những từ đó thì ở cột bên phải này các em thấy là chúng ta có những cái phần meanings. Đầu tiên, các em hãy cùng cô đọc đoạn văn nhé. I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Vietnam. Tôi cảm thấy thật may mắn rằng tôi đang được sống trong một ngôi làng rất thanh bình ở miền Nam Việt Nam. The scenery here is beautiful and picturesque with vast fields stretching long distances. Phong cảnh ở đây thật là tuyệt đẹp với những cánh đồng mênh mông trải dài. The houses are surrounded by green trees. Những ngôi nhà được bao quanh bởi những cây xanh. There are lakes, ponds and canals here and there. Có nhiều ao hồ và kênh ở khắp nơi. The air is fresh and cool. Không khí thì rất là trong lành và mát mẻ. Life here seems to move more slowly than in cities. Cuộc sống ở đây thì dường như là diễn ra chậm rãi hơn là ở những thành phố. The people work very hard. Và người dân ở đây làm việc rất là chăm chỉ. They grow vegetables, cultivate rice and raise cattle. Họ trồng rau, cấy lúa và chăn nuôi gia súc. At harvest time, they use combine harvesters to harvest their crops. Vào vụ mùa thì họ sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch vụ mùa của mình. Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds and canals. Nhiều gia đình thì sống bằng việc trồng cây ăn trái trong vườn và nhiều gia đình khác thì sống bằng nghề bắt cá trong hồ, ao và kênh. Life in the village is very comfortable for children. Cuộc sống trong làng rất là thoải mái đối với trẻ em. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle.
Chúng chơi những trò chơi truyền thống và thỉnh thoảng thì chúng giúp đỡ ba mẹ của mình để hái trái cây và chăn nuôi gia súc. People in my village know each other well. They are friendly and hospitable. Mọi người trong làng tôi rất là hiểu nhau, họ rất là thân thiện và hiếu khách. They often meet each other in the evening, eating fruit, playing chess, singing folk songs and chatting about everyday activities. Họ thường gặp nhau vào buổi tối, ăn trái cây, chơi cờ, hát những bài dân ca và nói chuyện với nhau về những hoạt động hàng ngày. Đó là toàn bộ nội dung của đoạn văn. Và bây giờ sau khi đọc đoạn văn thì chúng ta sẽ tiến hành nối. Trong đoạn văn này, Kem để ý vào cho cô một số từ stretching, canals, cultivate và từ orchards. Câu A, small passages used for carrying water to fields, crops. Những cái đoạn nhỏ dùng để mang nước đến cánh đồng hoặc là cho vụ mùa. Câu B, places where people grow fruit trees. Địa điểm nơi mà mọi người trồng những cây ăn trái. Câu C, covering a large area of land, là bao phủ một vùng đất rộng lớn. Và câu D, to grow plants or crops, trồng cây cối hoặc là nông sản. Các em có thể tạm dừng video và tập làm trước khi tham khảo đáp án sau đây. Và như vậy ở câu số 1 thì chúng ta có thể nối với câu C, stretching, covering a large area of land, có nghĩa là trải dài, thì chúng ta sẽ có phần định nghĩa là bao phủ một vùng đất rộng lớn. Số 2, canals, đó là kênh đào, những con kênh, thì chúng ta sẽ nối với small passages used for carrying water to fields, crops, những đoạn nhỏ được dùng để mang nước đến cánh đồng hay là mang nước đến cho vụ mùa. Câu số 3, cultivate, sẽ nối với to grow plants or crops, có nghĩa là trồng trọt thì sẽ nối với trồng cây hoặc là nông sản. Và số 4 là orchards, places where people grow fruit trees, vườn ăn trái là nơi mà mọi người trồng những cây ăn trái. Chúng ta làm bài tập số 3 với yêu cầu đọc lại đoạn văn và chọn đúng sai cho mỗi câu sau đây. Câu 1, life in the other's village is very peaceful. Cuộc sống trong ngôi làng của tác giả thì rất là thanh bình. Các em có thể thấy được đây chính là câu đúng với nội dung đoạn văn, cho nên các em sẽ đánh dấu vào true. I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Vietnam. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà tôi đang được sống trong một ngôi làng thanh bình ở miền Nam Việt Nam. Thì nội dung của câu đầu tiên này khiến cho chúng ta có thể chọn câu số 1 là true, là câu đúng. Câu số 2, the people in the village work very hard. Mọi người trong ngôi làng làm việc rất là tích cực, chăm chỉ. Và chúng ta cũng thấy đây là nội dung câu đúng, kem đánh dấu vào true. Chúng ta nhìn vào dòng đầu tiên ở trên màn hình, the people work very hard. Mọi người ở đây làm việc rất là tích cực. Câu số 3, villagers live only by catching fish in lakes, ponds and canals. Những người làng thì sống chỉ bằng cách là bắt cá ở hồ, ao và những con kênh. Vậy thì Kem thấy là thông tin này không đúng với nội dung của đoạn văn, không đầy đủ đối với nội dung đoạn văn, cho nên chúng ta sẽ đánh dấu vào cột sai. Ponds. At harvest time, they use combine harvesters to harvest their crops. Many families live by growing fruit trees in the orchards, others live by fishing in lakes, ponds and canals. Vào vụ mùa thì họ thu hoạch mùa màng bằng máy gặt đập liên hợp. Nhiều gia đình thì sống bằng việc là trồng trái cây trong vườn và nhiều gia đình khác thì sống bằng việc là bắt cá ở ao hồ và kênh. Như vậy thì nội dung của câu số 3 tuy là có nhắc đến trong đoạn văn nhưng mà nó không đầy đủ cho nên là nó sẽ sai các bạn nhé. Câu số 4. The children are always busy helping their parents. Trẻ em thì luôn luôn bận rộn với việc là giúp đỡ ba mẹ của họ. Thì Kem thấy câu số 4 này không đúng với nội dung đoạn văn. Chúng ta sẽ đánh dấu cho cô vào cột fonts. Và chúng ta có thể xem cho cô thông tin ở đây. Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle. Cuộc sống trong ngôi làng thì rất là thoải mái đối với trẻ em. Chúng chơi những trò chơi truyền thống và thỉnh thoảng thì chúng giúp cha mẹ của mình hái trái cây và chăn gia súc. Như vậy thì chỉ có thỉnh thoảng họ mới làm công việc để giúp đỡ cha mẹ của mình. Còn ngoài ra thì chúng sẽ được chơi những trò chơi và cuộc sống của chúng rất là thoải mái. Cho nên câu số 4 sẽ là câu sai. Và câu số 5, the villagers get along well. Những người làng sống với nhau rất chan hòa. Như vậy thì câu này đúng với nội dung đoạn văn, các em sẽ đánh dấu vào cột true. Và chúng ta có thể kiểm tra thông tin ở đây.
People in my village know each other well. They are friendly and hospitable. Những người trong làng tôi thì họ hiểu nhau rất là rõ, họ rất thân thiện và hiếu khách. Thì đó là lý do để cho chúng ta có thể chọn câu đúng cho câu số 5. Ở hoạt động số 4 và hoạt động số 5 thì chúng ta sẽ thực hành kỹ năng nói. Và yêu cầu của phần số 4 như sau. Chúng ta sẽ ghi chú về ngôi làng hoặc là một cái thị trấn nơi mà em sống hoặc là em biết. Thì phần 4 sẽ được gợi ý cho chúng ta bằng cái bảng với các nội dung sau đây. Name, tên. Tên của ngôi làng là gì? Chúng ta có thể viết vào đây. Location, là ngôi làng đó ở đâu? Scenery, về phong cảnh. How people live, mọi người sống như thế nào? Activities adults or children often do, những hoạt động mà người lớn hoặc là trẻ em thường làm. The relationships among the people, những cái mối quan hệ giữa mọi người. Special features, là những cái điểm đặc trưng. Và ở hoạt động số 4 này thì các em có thể tìm hiểu về những ngôi làng hoặc là những thị trấn khác nhau tùy theo ý của các em. Và bây giờ chúng ta cùng tham khảo nội dung sau đây. Đây là ví dụ của sách giáo khoa nói về ngôi làng Bát Tràng ở Hà Nội. Name là tên. Tên là Bát Tràng Village, Hà Nội. Làng Bát Tràng ở Hà Nội. Về vị trí, Gia Lâm District, 13 km from the center of Hà Nội. Ngôi làng này thì ở Gia Lâm, cách 13 km từ trung tâm thành phố Hà Nội. Scenery, phong cảnh ở đây là ancient, là rất là cổ kính, cổ xưa. How people live, make pottery, housewares, buy art ceramics and worshipping items. Làm đồ thủ công, đồ dùng gia đình, đồ gốm mỹ nghệ và những đồ thờ cúng. Đối với những hoạt động mà người lớn hoặc là trẻ em thường làm, children often learn how to make pottery at a very young age. Là trẻ em thì thường học làm đồ gốm ở tuổi còn rất nhỏ. Mối quan hệ giữa mọi người là friendly and hospitable, thân thiện và hiếu khách. Đặc điểm đặc trưng, skillful craftsmen, Bát Tràng Pottery Museum. Những người thợ khéo tay và viện bảo tàng gốm Bát Tràng. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 5 với yêu cầu. Hoạt động theo nhóm, các em đổi vai để nói về ngôi làng hoặc là thị trấn, nơi mà em sống hoặc là em biết, và sử dụng những thông tin trong bài 4. Vậy thì ở bài 4 mà chúng ta đã đưa ra các thông tin về ngôi làng hoặc thị trấn nào, thì bài 5 chúng ta sẽ thực hành nói về nội dung đó. Và tương đương với nội dung của bài số 4 mà cô vừa gợi ý các em, thì chúng ta có thể tham khảo nội dung của bài nói số 5 như sau. Bát Tràng Village is located in Gia Lâm District, just 13 kilometers away from the center of Hanoi. Làng Bát Tràng nằm ở Gia Lâm, cách 13 km từ thành phố Hà Nội. This ancient village is known for its remarkable pottery making traditions. Ngôi làng cổ này thì được biết đến với truyền thống làm gốm đặc biệt. People here live by creating pottery, housewares, fine art ceramics, and even special worshipping items. Người dân ở đây thì sống bằng nghề làm gốm sứ, đồ dùng gia đình, đồ gốm mỹ nghệ và những đồ thờ cúng đặc sắc. They are not only skillful craftsmen, but also incredibly friendly and hospitable. Họ không chỉ là những người thợ lành nghề, mà họ còn rất là thân thiện và mến khách. The children in this village often learn how to make pottery at a very young age as a tradition. Theo truyền thống thì trẻ em trong ngôi làng thường học làm đồ gốm khi tuổi còn rất nhỏ. If you visit the village, you might have the chance to witness their amazing craftsmanship firsthand, or even visit the Bát Tràng Pottery Museum to learn more about this unique art form. Nếu bạn đến thăm làng thì bạn có thể có cơ hội để tận mắt chứng kiến về nghề thủ công tuyệt vời của họ, hoặc là thậm chí bạn có thể ghé thăm Viện Bảo tàng Gốm Bát Tràng để tìm hiểu thêm về loại hình nghệ thuật độc đáo này. Get ready to immerse yourself in a world of creativity and discover the beauty of Bát Tràng Village. Hãy sẵn sàng đắm mình trong một thế giới đầy sáng tạo và khám phá ra vẻ đẹp của làng Bát Tràng. Đó là nội dung của bài nói cho các em tham khảo trong bài tập số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần Skills 1 của Unit 2. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.